Vâng, nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Như các live trước Dương Vi cũng đã nêu ấy, trước cái thềm đại hội đảng bộ của các tỉnh hoặc là các ngành của trung ương thì các đài báo phản động lại tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc chống phá cái kết quả của các kỳ đại hội đảng bộ của các địa phương, của các ngành của trung ương. Đặc biệt ở đây này, có đài RFA nó lại xuyên tạc trắng trợn về cái kết quả đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 11. Đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Dựa vào cái sự chỉ đạo, Đại hội Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng đề cập đến chức năng nhiệm vụ cũng như những yêu cầu cấp thiết xây dựng quân đội trong cái thời kỳ mới. Ngay lập tức trên các trang mạng phản động, các thế lực thù địch lại điên cuồng chống phá với những thủ đoạn vô cùng hèn hạ. Đặc biệt ngày 29 tháng 9 năm 2020, đài xỉa sói Á Châu Tự Do RFA đã giật tít nhiệm vụ và trách nhiệm của quân đội có thật sự như bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Cái chủ đề nêu ra lại sặc cái mùi chính trị phản động. Đấy. Theo đó, chúng đã tập trung vu khống xuyên tạc về bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chúng hàm hồ tuyên bố rằng bài phát biểu là nực cười, là lý luận suông. Chúng quy chụp rằng đại hội cũng chỉ là bệnh hình thức vì luôn ẩn chứa những cái cuộc đấu đá nội bộ, thanh trừng nội bộ, vân vân. Để hạ bệ người này, nâng người kia lên. Cái đấy là cái chiêu bài xuyên tạc của bọn chúng từ rất là lâu rồi, qua năm này đến năm khác. Nhưng mà ở đây ấy, chúng thường đánh tráo khái niệm rất là nhiều, ngôn từ rất là sắc bén. Với những hình thức kém cỏi và tư duy thiển cận, những nhà xuyên tạc học của nhà đài RFA đã đưa ra những lập luận như là, theo đúng nghĩa thì quân đội là một lực lượng để bảo vệ đất nước, chống lại ngoại xâm và trung thành với đất nước. Nói rộng ra là nhân dân không thể trung thành với bất kể một đảng phái chính trị nào cả. Rất đáng tiếc, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh đồng mình với nhân dân, với đất nước. Và đôi khi họ đã biến lực lượng quân đội, thậm chí cả công an trở thành người bảo vệ cho chính Đảng Cộng sản. Đó là cái chiêu bài của bọn chúng là như vậy. Ở đây có một cái câu hỏi, tại sao RFA lại đặt ra những cái câu hỏi ngây thơ thiển cận như vậy? Tôi xin thưa rằng quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân và vì dân, mang bản chất giai cấp công nhân sâu sắc. Quân đội nhân dân Việt Nam khác hẳn về chất so với quân đội nhà nghề tư bản mà nhà đài RFA cố tình rêu rao và lấp liếm. Rõ ràng ở đây này, đài RFA quy chụp rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang đánh đồng mình với nhân dân. Đây là một cái luận cứ rất thâm độc và xảo biện, bởi nhà đài RFA đã cố tình đánh tráo khái niệm giữa đảng và nhân dân. Nha. Thực tế, đảng không phải là nhân dân, mà đảng là tập hợp những con người ưu tú nhất trong nhân dân để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Hơn nữa, hiến pháp và pháp luật điều lệ đảng đã quy định rõ ràng rằng quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt. Một sự thật đã rõ ràng như ban ngày, cớ sao mà cái nhà đài RFA, cái đài phản động này lại cố tình chọc gậy bánh xe để suy diễn một thứ lý luận cùn ngông cuồng như thế? Đó là một cái câu hỏi. Tiếp tục này, quân đội được đảng lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, không bảo vệ đảng thì bảo vệ ai? Hả, những nhà đấu tranh dân chủ cuội, những đài báo phản động kia?
tôi sẽ trả lời luôn cho các vị, các nhà đấu tranh dân chủ cuội, các nhà đài phản động này, không riêng gì RSA mà cả BBC Việt Lai hay là VOA. Đấy, 37, 38 cái đài, 40 cái đài phản động ở nước ngoài, cả trang báo Việt Tân luôn. Trong cái kỳ đại hội đảng bộ quân sự trung ương này, cái kỳ đại hội 11 ấy, cái kết quả và cái nhiệm vụ đã rõ ràng như vậy, mà trong đó có sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mà Tổng Bí thư là ai? Là Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương nha. Đấy, mà Chủ tịch nước là gì? Là Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang. Ở đó để tham dự, có bài phát biểu chỉ đạo, bỏ phiếu đúng, trúng, chuẩn, rồi có kết quả và kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Mà ở đây á, quân đội Việt Nam này này, được đảng người ta đào tạo, rèn luyện. Mục tiêu là gì? Bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa. Mà trước hết bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân. Đó là cái mục tiêu chính mà bất kỳ quân nhân nào vào huấn luyện cũng phải học nha. Nếu mà quân đội không bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân thì bảo vệ ai? Chẳng nhẽ lại đi bảo vệ các nhà đấu tranh dân chủ cuội đầu bù răng bựa các vị à? Hay là bảo vệ những thành phần phản động à? Hay là như kiểu Thái Lan á, thấy bên nào thắng mạnh thì quân đội lại đứng bảo vệ bên đó, không bảo vệ người dân, không bảo vệ đất nước à? Đúng không? Thí dụ như quân đội Mỹ đi, cứ ai có tiền thuê thì bọn chúng sẵn sàng chết vì đồng tiền để đi đánh thuê cho nước khác, đánh thuê cho những kẻ thuê có tiền đem thuê hết. Nhưng bản chất quân đội nhân dân Việt Nam không bao giờ mục tiêu duy nhất là bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong cái thời gian sắp tới ấy, các thế lực thù địch lại tiếp tục chống phá đất nước ta với tính chất ngày càng thâm độc, bởi vì sử dụng cái ngôn từ đánh tráo khái niệm hoặc đánh lận con đen như thế này này, cực kỳ thâm độc và nham hiểm, đặc biệt là rất hèn hạ nha. Ở đây dẫn đầu là đài RFA này này. Cho dù á, cái đài RFA có tiếp tục đăng tải thêm nhiều cái mớ hổ lốn ngôn từ xảo biện khác đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn là quân đội anh hùng, luôn hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao, mới là thanh bảo kiếm để bảo vệ chế độ và đập tan những cái âm mưu, những hành động chống phá của các thế lực thù địch, của các đài báo phản động, của những kẻ phản động bán nước hại dân. Qua đó bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là cái mục tiêu của Đảng, của quân đội, của công an và toàn thể nhân dân trong nước Việt Nam. Các vị đừng có lôi quân đội, công an hay các ngành khác ra đây để đánh tráo khái niệm, đánh lật con đen, mục đích tách rời giữa cơ quan này với đảng, với nhân dân. Cái bài đấy xưa rồi, xưa rồi diếm ạ.
Nếu mà các vị ấy có giỏi thì ngày trước cha ông của các vị đã đánh thắng quân đội nhân dân Việt Nam rồi. Từ thời thực dân Pháp, lúc đó có bao nhiêu chiến sĩ? Là 34 cán bộ chiến sĩ. Còn là nông dân chưa tham gia quân đội bao giờ, mà đánh đổ thực dân, đánh đổ cả triều đình phong kiến, sau đó tiếp tục đánh thắng đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc đấy là ai? Thằng đế quốc Mỹ, cùng với cái lũ tay sai ngụy quân ngụy quyền sau 21 năm. Mà quân đội nhân dân Việt Nam được sinh ra từ người dân. Và Dương Bi khẳng định rằng một lần nữa, những người ở trong quân đội là đảng viên Đảng Cộng sản ở trong quân đội cũng từ người dân ưu tú mà ra. Mà những người lãnh đạo ở trong Đảng Cộng sản cũng là từ nhân dân mà ra, là những người đặc biệt ưu tú. Chỉ có vậy thôi. Xoay quanh vấn đề này, bây giờ Dương Vi có ấy, chủ đề thứ hai đưa ra cho các nhà đấu tranh, các đài báo phản động ở nước ngoài này này. Suy nghĩ xem, sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau một tháng nữa thôi, thì đất nước Mỹ tương lai nó sẽ đi về đâu? Một cái đế quốc hùng mạnh như vậy, bây giờ làm sao? Xáo trộn, đảo lộn, nói chung là không còn gì là cái tinh hoa, cái bản chất của một nước đế quốc hùng mạnh như ngày trước, như mọi người, như các nhà đấu tranh dân chủ cuội nó tung hô, nó hằng mong ước rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái đợt đại dịch Covid này này thì xảy ra nhiều cái vấn đề bất cập. Vấn đề thứ nhất, công ăn việc làm mất, sa thải. Các công ty doanh nghiệp sa thải công nhân rất là nhiều. Cái thứ hai, phân biệt chủng tộc, sắc tộc, giết nhau. Đúng rồi, anh Hoàng Nguyên nói đúng rồi. Quân đội nhân dân Việt Nam chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cái việc mà đế quốc Mỹ bây giờ nó tan hoang như vậy cũng từ đâu? Mà lúc trước ấy, cách đây 2 tháng, ông Donald Trump cho vệ binh quốc gia đi đến một số thành phố khác thì được người dân người ta đồng tình ủng hộ hưởng ứng hay không? Hoặc là người dân người ta kéo ra đến biểu tình, người ta ném đá, ném gạch, ném chai lọ vào mặt những cái quân nhân đó, có được như quân đội Việt Nam không? Xin thưa rằng không. Trong lúc hành quân, quân đội Việt Nam được các mẹ, các chị, các anh, các em, người ta cho chai nước, cho quả để hành quân đỡ mệt, giải lao ăn uống. Cái đó có không? Bên nước Mỹ có không? Xin thưa rằng không. Và vấn đề bất cập nữa ở bên nước Mỹ bây giờ này, sau cái vụ phân biệt chủng tộc, sắc tộc, giết nhau ấy, thì xảy ra bạo động, cướp bóc, giết người, cướp của, hiếp dâm. Có không? Xin thưa rằng có. Tiếp đến, suy thoái kinh tế nước Mỹ có không? Có. Cụ thể hôm qua nghe cái tin ông Donald Trump với là vợ, phu nhân của ông mắc Covid-19. Thị trường cổ phiếu nước Mỹ rớt giá một cách kinh khủng, và lập tức các công ty doanh nghiệp sa thải công nhân, có một số công ty sa thải 20.000 công nhân. Cái đấy thể hiện cái gì?
thể hiện sự lãnh đạo tư bản của một đế quốc tư bản. Đến hôm nay á, thì lại thêm cái ông tổng giám đốc gọi là tổng giám đốc tranh cử PA tranh cử cho tổng thống Donald Trump á, cũng bị nốt. Thế là tan hoang rồi. Và loang ngoang ông Donald Trump á, không trúng cử đợt này á, thì tôi tin rằng ông Donald Trump sẽ bị hầu tòa. Bởi vì sao? Bởi vì trốn thuế. Luật pháp bên Mỹ không phải đơn giản nha. Cái thứ nhất là cái trốn thuế, cái thứ hai quy cái trách nhiệm trong cái thời gian ông làm tổng thống á, tại sao lại để nhiều người chết như vậy. Cái đó thì anh An Bình Tâm ở bên đó, anh An Bình Tâm biết rõ này. Nhiều trách nhiệm ông ấy sẽ phải ra hầu trước cái gọi là cái gì nhé, anh An Bình Tâm nhỉ, nó gọi là cái điều trần trước quốc hội á. Đấy, không trốn thuế là gì, ông không nộp thuế thì chẳng khác là trốn thuế. Cả năm ông có nộp bao nhiêu nghìn đô la, có nộp đúng số tiền đấy đâu mà báo chí Mỹ nó nêu á. Mà hôm qua Dương Vi sau khi tắt live á, cũng thấy rất là nhiều cái bài người ta đăng nói về ông Trump, trong nhiều người cũng cuồng Trump. Mà dở hơi nhất là cái đám nhà đấu tranh dân chủ quậy đần độn ở trong nước này, tự nhiên ở Việt Nam cũng đi cuồng Trump, ủng hộ Trump. Kể cả ông John Biden á, hay là ông Donald Trump, hai ông này á, ai đắc cử chả ảnh hưởng gì đến nồi cơm bát gạo của những người nông dân Việt Nam cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó ở bên kia nước Mỹ mà. Nhưng mà các vị ấy lại ai đi chống Trump, lôi việc ông Trump nói là kẻ như thế này kẻ nọ, là chống phá đất nước, có liên quan đến đất nước Việt Nam đâu. Việc diễn ra như ban ngày mà cả đài báo ở trong nước người ta nói ầm ầm,